My là một người phụ nữ đầy năng lực và thành công trong sự nghiệp. Cô có một người chồng tên là Trung, cũng là một người rất giàu có và thành đạt. Sau 3 năm chung sống hạnh phúc, họ đã sẵn sàng chào đón thêm một thành viên mới vào gia đình. Tin vui đến vào một ngày cuối thu khi lá vàng rơi lả tả ngoài hiên. My phát hiện mình đang mang thai. Cô vui lắm khi biết mình sắp được làm mẹ thì cảm giác của cô như trên mây. Cô muốn dành cho Trung một sự bất ngờ. Khi Trung vừa về đến nhà, My giơ que thử thai lên trước mặt anh với khuôn mặt hạnh phúc. Nhìn thấy que thử thai, phải mất một lúc Trung mới hiểu ra được việc gì. Anh sung sướng ôm chầm lấy My rồi nhấc cô lên. Họ ngồi bên nhau trên một chiếc sofa lớn trong phòng khách, tay trong tay, mắt nhìn nhau trìu mến. Trung mỉm cười, nắm chặt tay của My, anh nói: "My, đây là tin tuyệt vời nhất mà anh đã từng được nghe. Chúng ta sắp trở thành ba mẹ rồi à?" My hơi ngập ngừng, đôi mắt có phần ánh lên niềm vui, nhưng cũng đầy lo lắng. "Anh yêu, em hạnh phúc lắm, nhưng em cũng thấy lo ấy. Không biết mình có làm tròn được vai trò làm mẹ có tốt hay không?" Trung vội vã đáp: "Em sẽ là một người mẹ tuyệt vời, My à. Anh luôn ở đây để cùng em, để cùng nhau học hỏi và chuẩn bị cho giai đoạn mới này." My rất vui, cô muốn chia sẻ niềm vui này của mình với tất cả mọi người. Cô lập tức nhấc máy để gọi cho Thủy. Thủy không chỉ là bạn thân mà còn là người bạn tri kỷ, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ mọi niềm vui buồn trong cuộc sống của My. Thủy và My là một đôi bạn thân từ thời đại học. Thủy luôn ngưỡng mộ My và Trung. Khi nghe tin vui từ My, Thủy tràn ngập niềm vui trả lời: "Ôi My ơi, thật sự đấy à? Đây là tin tuyệt vời đấy. Em phải chúc mừng hai người. Chị và Trung sẽ là những bậc cha mẹ tuyệt vời." My cười nhẹ, trong lòng thấy ấm áp vì lời động viên của bạn. "Cảm ơn Thủy nhiều lắm, nhưng mà chị vẫn thấy hơi lo lo, không biết mình có chuẩn bị đủ tốt cho vai trò này không?" Thủy lập tức trấn an My: "Chị đừng có lo lắng quá. Chị có một người chồng tuyệt vời và có cả một gia đình, bạn bè luôn sẵn sàng hỗ trợ chị mà. Và quan trọng nhất là chị phải nghỉ ngơi đầy đủ, bảo vệ sức khỏe để chuẩn bị cho sự ra đời của em bé. Em sẽ luôn ở đây để giúp đỡ chị." "Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh chị." My nói vài lời tạm biệt rồi cúp máy. Với những lời khuyên của bạn bè và sự ủng hộ từ chồng, My cảm thấy tự tin hơn trong hành trình sắp tới. Cô quyết định sẽ dành thời gian hơn để nghỉ ngơi, đọc sách về việc nuôi dạy con cái và chuẩn bị tinh thần thật tốt cho vai trò làm mẹ. Những ngày tiếp theo, My và Trung đã dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Họ cùng nhau đi mua sắm đồ cho em bé, trang trí phòng của em bé và thậm chí cùng nhau học các lớp tiền sản. My cảm thấy mình không còn đơn độc trong cuộc hành trình này, bởi cô đã có Trung, có gia đình và bạn bè luôn ủng hộ và ở bên. Trong một buổi chiều, khi cả hai đang lắp ráp cái nôi cho em bé, Trung nhẹ nhàng nói: "Em thấy không My, chúng ta sẽ làm được thôi. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ." My mỉm cười nắm lấy tay của anh: "Ừ, em biết, cùng nhau mình sẽ làm được tất cả." Và như thế, dưới bầu trời đầy sao trong một đêm mùa thu, My và Trung đã cùng nhau mơ về tương lai, về những ngày tháng sẽ cùng nhau nuôi dưỡng và yêu thương đứa trẻ của mình. Những lo lắng dần tan biến, nhường chỗ cho niềm vui và sự ngọt ngào của tình yêu thương. Những ngày sau đó, My tìm hiểu thông tin trên mạng để có một chế độ ăn uống thật tốt, đảm bảo sức khỏe. Trung cũng rất yêu thương My. Mỗi khi My nghén muốn ăn món gì đó thì dù là ngày hay đêm, Trung cũng sẵn sàng lái xe đi mua về cho cô. Buổi sáng, Trung dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho My. Khi đi làm, anh cũng luôn nhắn tin hỏi han và nhắc nhở My phải ăn uống đúng giờ. Cảm nhận được sự quan tâm của Trung dành cho mình, My cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tối hôm đó, My dậy đi vệ sinh. Có lẽ do cô còn quá buồn ngủ nên cô mắt nhắm mắt mở đi xuống. My không may bị trượt chân khi đang bước xuống cầu thang. Tiếng kêu đau đớn của cô vang lên khắp hành lang, khiến cho Trung chợt bừng tỉnh. Anh vội vàng lao xuống thì thấy My đang nằm dưới sàn. Anh vội vàng gọi xe cấp cứu để đưa My vào viện. Anh lo lắng khi nhìn My nằm trên cáng, khuôn mặt cô tái nhợt, mồ hôi dịn đầy trán.
Ngồi chờ trước phòng cấp cứu mà lòng Trung cứ nóng như lửa đốt. Khi bác sĩ bước ra, anh vội vàng lao tới rồi hỏi: "Bác sĩ, vợ tôi ra sao rồi hả bác sĩ?" Rất may mắn là chị ấy không sao. Tuy nhiên cú ngã khiến cho cái thai bị động, chị ấy sẽ phải nằm ở đây một thời gian để theo dõi. Nghe bác sĩ nói vậy thì Trung cảm thấy thật vô cùng may mắn. Anh rối rít cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng cùng My. Những ngày My nằm viện, Trung luôn ở bên cạnh chăm sóc cô một cách cẩn thận. Anh tự tay nấu cháo, đút từng muỗng cho My ăn. Mỗi tối, anh ngủ gục trên ghế cạnh giường bệnh của My, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Một buổi chiều, Thủy, bạn thân của My vào thăm. Nhìn thấy My đang nằm trên giường, Thủy xót xa. "My ơi, chị có sao không? Sao lại ra nông nỗi này?" My mỉm cười yếu ớt. "Chị không sao đâu, chỉ cần nằm viện theo dõi thôi. Trung chăm sóc chị rất tốt, nhưng chị rất lo cho anh ấy." Thủy đặt tay lên vai của My, giọng đầy quan tâm. "Chị cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, có gì thì cứ bảo em." My nhìn Thủy ánh mắt chân thành. "Thủy à, chị nhờ em chăm sóc Trung trong thời gian chị nằm viện có được không? Chị biết anh ấy rất vất vả." Thủy hơi chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu. "Được, chị cứ yên tâm đi, em sẽ giúp chị chăm sóc anh Trung." My không biết rằng cô đã vô tình tạo cho Thủy có cơ hội để quyến rũ Trung. Trong những ngày tháng sau đó, Thủy bắt đầu thường xuyên đến nhà của Trung để giúp đỡ anh. Ban đầu, Thủy chỉ đến nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nhưng dần dần cô bắt đầu tỏ ra quan tâm đặc biệt đến Trung. Một buổi tối, khi Trung vừa về nhà sau một ngày dài chăm sóc My ở bệnh viện, Thủy đã chờ sẵn với bữa cơm nóng hổi. Thủy cười tươi. "Anh Trung, anh về rồi đấy à? Em vừa nấu cơm xong rồi đấy ạ. Anh ăn đi cho nóng." Trung cảm kích trả lời. "Thủy, anh cảm ơn em nhiều lắm. Nếu không có em, anh không biết phải làm sao." Thủy nhìn Trung, đôi mắt lấp lánh. "Anh đừng có khách sáo. Em giúp My cũng là giúp anh thôi ạ." Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm áp và thân mật. Thủy luôn tìm cách làm cho Trung cười, kể những câu chuyện vui vẻ. Trung dần dần cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi ở bên Thủy. Nhưng anh không hề nhận ra rằng Thủy đang dần dần tiến gần hơn đến anh. Một buổi tối khác, Thủy và Trung ngồi bên nhau trên chiếc ghế sofa sau khi ăn tối. Thủy nhìn Trung, ánh mắt tràn đầy tình cảm. "Anh Trung, anh có mệt không? Để em xoa bóp cho anh nhé." Trung ngại ngùng trả lời. "Không cần đâu Thủy ạ, anh không sao." Nhưng Thủy đã đặt tay lên vai của anh, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng. Trung thở phào, cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể. Anh nhắm mắt lại thư giãn. Thủy thì thầm. "Anh Trung, em thật sự ngưỡng mộ anh. Anh chăm sóc My rất tốt, lại còn phải lo công việc nữa. Em không biết làm sao để anh có thể kiên cường như vậy." Trung mở mắt, nhìn Thủy với ánh mắt biết ơn. "Thủy, cảm ơn em đã giúp đỡ anh và My. Anh không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn." Thủy mỉm cười, lòng đầy hân hoan vì thấy Trung càng ngày càng gần gũi với mình. Cô tiếp tục chăm sóc anh, luôn tìm cách để ở bên anh nhiều hơn. Trong thời gian đó, Thủy cố gắng tạo ra những khoảnh khắc thân mật, nhưng Trung vẫn luôn nghĩ về My và lo lắng cho cô. Một ngày nọ, My hỏi Trung khi anh đến thăm cô. "Anh Trung, dạo này anh có mệt không? Em thấy anh gầy đi nhiều quá." Trung cố gắng tỏ ra lạc quan. "Anh không sao đâu, em cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, anh có Thủy giúp đỡ mà." My mỉm cười, không hề hay biết gì về những cảm xúc thầm kín của Thủy dành cho Trung. Thủy thấy không thể động lòng được Trung nên đã nghĩ ra một cách hèn hạ. Cô ta đặt mua một loại thuốc kích dục trên mạng và lên kế hoạch lừa Trung uống. Tối hôm đó như mọi ngày, Trung về nhà thì nhìn thấy Thủy đã giúp anh chuẩn bị cơm nước từ bao giờ. Hôm nay, Thủy mặc một bộ quần áo khá mát mẻ với chiếc áo hai dây khoe vòng một cùng với chiếc quần ngắn cũn cỡn khiến cho Trung phải đỏ cả mặt. Thủy thấy Trung về thì hơi tươi cười. Cô ta cầm một cốc nước cam ra và nói với Trung. "Trung, em biết anh rất mệt mỏi vì chăm sóc My suốt. Uống nước cam này đi, em vừa mới ép đấy, tươi lắm." Thủy nở ra một nụ cười hiền từ nhưng ẩn chứa sự toan tính. Trung không nghi ngờ gì mà cầm lấy cốc nước cam và uống cạn. Chẳng bao lâu sau, anh cảm thấy đầu óc quay cuồng và cơ thể nóng lên một cách kỳ lạ.
Anh nghĩ anh cần nghỉ ngơi một chút. Trung lẩm bẩm, mắt bắt đầu mờ đi. Để em giúp anh. Thủy nói, giọng đầy sự quan tâm giả tạo. Cô dìu Trung vào một phòng trống gần đó và đóng cửa lại. Dưới tác dụng của thuốc, Trung không kiểm soát được hành động của mình và đã phát sinh quan hệ với Thủy. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh thấy Thủy nằm bên cạnh của mình, nước mắt lăn dài trên má. Trung, em không biết phải làm sao bây giờ. Anh đã làm gì với em tối qua? Thủy khóc lóc, giọng nghẹn ngào. Chuyện này không thể nào. Trung sững sờ, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng trong đầu của anh chỉ là một mảng trống rỗng. Anh không hiểu tại sao mình lại có hành động như vậy, nhưng thấy Thủy khóc lóc, anh cũng không thể không nhận trách nhiệm. Anh xin lỗi, Thủy. Anh không nhớ gì hết, nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm, em đừng có lo. Trung nói, lòng đầy rối bời. Thủy giả vờ lau nước mắt, trong lòng cô ta thầm cười mãn nguyện, kế hoạch của cô ta đã thành công. Em không trách anh, thế nhưng anh phải nghĩ cách đi, em không muốn My biết chuyện này đâu. Trung nghe Thủy nhắc tới My thì lại càng lo lắng. Lúc này My đang mang thai đứa con của anh, nếu như My biết chuyện này thì không biết sẽ xảy ra việc gì nữa. Trung vội vàng nói với Thủy. Anh xin em đừng nói cho My biết, em cứ để đấy anh tính, anh sẽ có trách nhiệm với em. Sau hôm đó, Thủy cũng không tới nhà của Trung, cô tảng lờ và tránh Trung, khiến cho Trung lại càng nghĩ rằng mình là người có lỗi. Rồi My cũng được xuất viện. Trên đường về, vô tình My lại hỏi Trung. Mấy ngày em không có ở nhà, anh có lén vén với cô nào không đấy? Câu nói đùa của My lại khiến cho Trung giật mình, anh vội nói. Lén vén với cô nào, ngày nào anh chả vào viện chăm em, thì thời gian đâu cơ chứ? My thấy chồng giật mình như thế thì cười, cô trêu. Em thách anh đấy, em đã nhờ cái Thủy giám sát anh rồi, anh chỉ cần nhắn tin với cô nào là chết với em đấy. Trung nghe My nói vậy thì càng lo lắng, nhưng anh thấy My cười là biết cô chỉ đùa nên cũng yên tâm. Về tới nhà, vừa thu xếp cho My xong thì có tin nhắn trong máy của Trung. My thấy Trung đọc tin nhắn thì thay đổi sắc mặt. Anh vội vàng nói với My. Công ty của anh có việc đột xuất, em ở nhà nhé, chút nữa xong việc anh sẽ về ngay. Vâng, anh cứ đi lo công việc đi, em cũng khỏe rồi mà. My nói rồi vẫy tay chào Trung trong khi anh vội vàng rời khỏi nhà. Trung ra quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm vắng. Bước vào quán, tâm trạng của anh vô cùng nặng nề. Anh nhìn quanh quán, thấy Thủy đang ngồi ở trong góc phòng, ánh mắt đầy kiên quyết và toan tính. Trung, anh ngồi xuống đi. Thủy lên tiếng khi thấy Trung bước vào. Trung ngồi đối diện với Thủy, lòng đầy chĩu nặng. Em muốn nói gì với anh? Anh biết em muốn nói cái gì mà Trung. Thủy nói giọng lạnh lùng. Anh phải chịu trách nhiệm với những gì đã xảy ra tối hôm đó. Trung thở dài, tay nắm chặt lấy cốc cà phê. Anh đã nói rồi, anh không nhớ gì cả, nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm. Em muốn gì? Em muốn trở thành một phần của anh. Thủy nói, mắt nhìn thẳng vào Trung. Em không cần danh phận, em chỉ cần anh chấp nhận em là được. Em có thể chấp nhận làm bồ nhí của anh. Trung giật mình, không ngờ Thủy lại đề nghị điều đó. Không, Thủy, anh không thể, anh không muốn phản bội My. Anh đã phản bội cô ta rồi, Trung ạ. Giờ chỉ là chuyện công khai hay không công khai mà thôi. Thủy đáp lại giọng lạnh tanh. Nếu anh không đồng ý, em sẽ nói hết mọi chuyện với My biết. Anh biết cô ấy sẽ đau khổ thế nào không? Trung cắn chặt môi, lòng đầy mâu thuẫn. Anh không muốn làm tổn thương My, nhưng cũng không biết phải đối phó với Thủy như thế nào. Em để anh suy nghĩ đã, đừng có ép anh ngay lúc này. Thủy cười nhạt. Anh không có nhiều thời gian đâu Trung, em muốn câu trả lời ngay bây giờ. Trung im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng nói. Được, anh sẽ đồng ý, nhưng em phải giữ lời hứa, không được làm tổn thương My. Thủy gật đầu, nụ cười chiến thắng hiện rõ trên khuôn mặt. Anh yên tâm, em chỉ cần anh thôi. Những ngày sau đó, Trung phải dẫn Thủy đi mua sắm và đi chơi, mặc kệ cho My ở nhà. Anh cảm thấy mình như một kẻ phản bội. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của My khi anh trở về nhà, lòng anh lại đau nhói.
anh đi đâu mà cứ đi suốt ngày vậy hả Trung? Một buổi tối, My hỏi khi Trung trở về nhà muộn. Anh bận công việc mà, My, em đừng có lo. Trung nói dối nhưng lại tránh ánh mắt của My. My không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu và cười nhẹ. Anh đừng có làm việc quá sức nhé, em lo cho anh lắm đấy. Trong khi đó, Thủy tận dụng mọi cơ hội để gắn kết với Trung. Cô ta thường xuyên gọi điện, nhắn tin và yêu cầu Trung đưa đi mua sắm. Mỗi lần đi cùng Thủy, Trung cảm thấy mình như đang sống trong một cơn ác mộng không lối thoát. Trung, anh thấy em mặc bộ váy này có đẹp không? Thủy hỏi khi họ đang ở một cửa hàng thời trang cao cấp. Trung đáp lại và không mấy để tâm. Ừ, đẹp. Thủy bước lại gần, nắm lấy tay của Trung. Anh đừng nghĩ đến My nữa. Em mới là người ở bên cạnh anh lúc này mà. Trung cảm thấy ghê tởm với tình huống hiện tại, nhưng không thể làm gì khác. Anh chỉ mong tìm được cách để thoát khỏi sự ràng buộc mà không làm tổn thương My. Một ngày nọ, khi Thủy đang thử một chiếc váy đắt tiền, Trung ngồi đợi ở bên ngoài phòng thay đồ, đầu óc trống rỗng. Bỗng nhiên điện thoại của anh rung lên, là tin nhắn từ My. Anh về sớm có được không? Em có chuyện muốn nói với anh. Trung cảm thấy lòng mình đau nhói. Anh biết mình đã làm tổn thương My quá nhiều. Anh nhắn tin lại cho My. Anh sẽ về ngay. Thủy, anh phải về rồi, My cần anh. Trung nói khi Thủy bước ra từ phòng thay đồ. Anh không thể cứ bỏ đi như vậy được. Thủy nói giọng đầy tức giận. Anh đã đồng ý dẫn em đi mua sắm và anh đã làm. Giờ anh phải về với My. Trung đáp lại cố giữ bình tĩnh. Thủy nhìn Trung một lúc lâu rồi gật đầu. Được, nhưng nhớ rằng em vẫn là một phần của anh. Anh đừng có quên điều đó. Trung không đáp lại, chỉ bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Trên đường về nhà, anh tự hỏi mình sẽ phải đối mặt với My như thế nào. Anh biết rằng anh không thể giấu giếm mọi chuyện mãi mãi. Một buổi sáng thứ hai như thường lệ, My bước vào công ty với tâm trạng phấn khởi. Cô vừa thưởng thức một tách cà phê nóng, vừa chào hỏi các đồng nghiệp. Tuy nhiên, không khí trong phòng làm việc hôm nay có vẻ khác lạ. Các chị em trong công ty đang tụm lại, thì thầm bàn tán về một chuyện gì đó rất hấp dẫn. Chị nghe cái gì chưa? Anh giám đốc của công ty đối tác mới bị phát hiện ngoại tình đấy. Chị Lan, một đồng nghiệp của My, nói nhỏ với một chị khác. Thật á? Trời đất, chị không ngờ luôn đấy. Chị Mai kêu lên giọng đầy ngạc nhiên. My đi ngang qua, nghe được những mẩu chuyện rời rạc và tò mò dừng lại. Các chị đang nói về ai thế? Cố gắng xen vào cuộc trò chuyện. Chị Lan quay lại nhìn My với ánh mắt đầy bí mật. Em chưa biết gì à? Anh giám đốc của công ty đối tác mới bị phát hiện ngoại tình. Chuyện này á, đang xôn xao cả công ty đấy. Ngoại tình á? Thật không? Sao lại có thể như vậy được ạ? Chị Mai thở dài. Thời buổi này á, ai mà biết được, đàn ông thành đạt, giàu có, thường hay có những mối quan hệ ngoài luồng. Em phải cẩn thận đấy, chồng em cũng là giám đốc, lại giàu có nữa. My cười nhẹ, lòng đầy tự tin. Em tin tưởng anh Trung, anh ấy không phải là người như thế đâu. Tuy nhiên, những lời cảnh báo của các chị em đồng nghiệp vẫn lởn vởn trong đầu của My suốt cả ngày. Dù cô luôn tự nhủ rằng Trung là một người chồng trung thành và yêu thương cô hết mực, nhưng những hành động gần đây của anh lại khiến cho cô không khỏi nghi ngờ. Trung thường xuyên về nhà muộn, thường xuyên bận rộn với công việc và không còn dành nhiều thời gian cho cô như trước. Thậm chí, anh còn thường xuyên nhận được những cuộc gọi, tin nhắn vào đêm khuya và mỗi lần My hỏi thì anh chỉ nói rằng đó là công việc. Một buổi tối, khi Trung vừa bước vào nhà sau một ngày dài làm việc, My quyết định nói chuyện với anh về những nghi ngờ của mình. Trung, anh có thể nói chuyện với em một chút được không? My hỏi, giọng cố gắng giữ bình tĩnh. Trung trả lời, giọng mệt mỏi. Có chuyện gì thế hả em? Em thấy dạo này anh bận rộn quá, anh có gì muốn chia sẻ với em không? Trung thở dài, bỏ cặp xuống và ngồi xuống ghế sofa. Anh chỉ bận rộn với công việc thôi. My, em đừng có lo lắng quá. Nhưng em cảm thấy có gì đó không đúng. Anh thường xuyên về muộn, nhận được những cuộc gọi và tin nhắn lạ vào đêm khuya. Anh có điều gì giấu em không?
My tiếp tục, giọng nghẹn lại. Trung nhìn My, ánh mắt đầy mệt mỏi. Em nghĩ anh có gì giấu em sao? Anh thật sự chỉ bận rộn với công việc thôi mà. My cảm thấy lòng như bị bóp nghẹn. Cô cố tin Trung, nhưng những lời nói của anh không làm cô yên lòng. Trung, em tin anh, nhưng em cần sự chắc chắn. Em cần anh cho em thấy rằng em không sai khi tin anh. Trung đứng dậy, bước gần tới My và ôm lấy cô. Anh hiểu, My à, anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho em. Anh không muốn em phải lo lắng nữa đâu. Những lời hứa của Trung không thể làm dịu đi nỗi lo trong lòng của My. Người ta bảo phụ nữ khi mang thai luôn có khả năng nhạy cảm hơn người bình thường. My thực sự lo lắng rằng Trung đã thay đổi. Cô vội vàng gọi cho Thủy. Thủy à, tao hỏi chuyện mày một chút nhé. Sao đấy hả mày? Đêm hôm không ngủ đi, hỏi cái gì đấy? Đợt tao nằm viện ấy, mày có thấy anh Trung có gì lạ không? Nghe My hỏi như vậy thì Thủy cũng chột dạ, cô ta vội chống chế. Không, tao có thấy anh ấy có gì khác đâu. Mà sao mày lại hỏi thế? Tao sợ ông ấy có bồ mày ạ. Đợt này á, tao thấy ông ấy cứ khang khác ấy. Mày nghĩ nhiều quá rồi. Tao thấy anh Trung yêu mày như thế thì làm sao mà đi ngoại tình được? Ừ, chắc tại tao suy nghĩ nhiều quá thôi mày ạ. Thôi mày ngủ đi nhá. À mà này, mày đừng có nói chuyện này cho anh Trung đấy. Không anh ấy lại mắng tao. Ờ, biết rồi, mày đi ngủ đi, đừng có thức khuya nữa. My cúp máy, cô nghĩ rằng chắc có lẽ do mình đã suy nghĩ hơi quá thật. Cô yên tâm đi ngủ mà không biết rằng Thủy đang vô cùng lo lắng. Cô ta không hiểu tại sao My lại hỏi như thế. Cô ta tự trấn an mình. Thủy cũng đành đi ngủ. Cô ta đang nghĩ tới những chiếc túi hàng hiệu mà cô ta chuẩn bị yêu cầu Trung mua cho mình. Ngày hôm sau, tiếng chuông cửa nhà My vang lên từ sớm. Cô bước ra mở cửa thì bất ngờ đứng trước cửa là bà Hoa, mẹ của Trung. Mẹ, sao mẹ lại ở đây ạ? Ờ, thế tôi không được đến đây hay sao? Không ạ, ý con không phải là như thế. Sao mẹ tới mà không báo trước cho con ạ? Báo cái gì? Thằng Trung nó bảo con bị ngã, chút nữa là mất cháu nội của bố mẹ rồi. Mẹ phải lên ngay đây để chăm sóc mày đấy. Chứ cái thằng Trung á, ngô nghê, không được cái tích sự gì đâu. Thật ạ? Thế bố ở nhà thì sao hả mẹ? Bố mày á, tự lo được. Thế mẹ định bắt mẹ đứng ở ngoài cửa đấy à? Ôi, con xin lỗi mẹ, mẹ vào nhà đi ạ. Bà Hoa vào trong nhà thì Trung cũng đi xuống. Anh rất ngạc nhiên khi thấy mẹ của mình đang ở đây. Mẹ, sao mẹ lại ở đây ạ? Mày hỏi y hệt vợ mày vậy đấy. Tao không lên thăm vợ chồng mày được à? Thì mẹ lên, mẹ phải báo con chứ. Con còn ra đón mẹ cho đỡ mệt. Thôi anh ạ, anh có mỗi cái việc chăm vợ cũng không xong. Tôi bảo bố anh rồi, bây giờ tôi sẽ lên ở cùng anh chị đến khi cái mía nó mẹ tròn con vuông mới thôi. Chứ anh á thì biết gì mà chăm sóc vợ. Được thế thì tốt quá ạ. Con chỉ sợ mẹ vất vả thôi ạ. Vất vả vì cháu nội của tôi thì tôi cố được. Thôi, anh chị cứ làm gì thì cứ làm đi. Trung và My thấy mẹ nói vậy thì cũng chào mẹ rồi đi làm. Từ ngày có bà Hoa, My càng được chăm sóc tận tình hơn. Sáng cô vừa dậy đã thấy bà Hoa bảo: mau ra ăn sáng đi con, mẹ nấu cháo gà cho con đấy. Mẹ nấu cháo bằng gạo lứt với thịt gà. Món này á mà tầm bổ thì rất tốt đấy con ạ. Mẹ ơi, mẹ vất vả quá. Bình thường á, anh Trung thường ra đầu phố mua đồ ăn cho con là được rồi mẹ ạ. Đấy, thế mới là cái câu chuyện. Nó thì biết cái gì về dinh dưỡng. Con cứ yên tâm, từ bây giờ có mẹ ở đây rồi, để mẹ lo cho con những việc này. Mẹ, mẹ làm như thế này con ngại lắm ạ. Ôi dào, ngại cái gì? Con mau ăn đi cho nóng. Quan trọng là sức khỏe của con và cháu của mẹ đấy, chứ có gì mà phải ngại. Trung khi này cũng đi từ trên tầng xuống, thấy mẹ như vậy thì anh cười và trêu. Mẹ bây giờ á, chăm vợ con hơn cả chăm con rồi. Mẹ làm thế không sợ con ganh tị với vợ con à? Ờ, ganh với chả tị, trong bếp vẫn còn cháo hầm phần anh đấy. Anh ăn đi rồi còn đi làm. Bà Hoa đáp lời Trung rồi cười. Trung thấy thế thì cũng nháy mắt với My rồi đi vào bếp ăn sáng. Bà Hoa thương yêu My hết mực,
bà đối với My như là con gái của mình vậy. Bà không để My phải làm bất cứ việc nhà nào. My thấy thế thì cũng ngại, nhưng cô cũng hiểu được rằng tình yêu của bà dành cho cô và đứa con trong bụng cô là vô cùng lớn lao. Bà Hoa cũng có kinh nghiệm mang thai, nên bà chăm lo cho My rất chu đáo. Bà dặn My cần phải tránh những việc gì và phải hạn chế vận động mạnh cũng như suy nghĩ nhiều. Trung thấy mẹ chăm lo cho My như vậy thì cảm thấy rất vui. Người nhà ta thì mẹ chồng nàng dâu hay cãi cọ nhau. Đây nhà mình thì mẹ chồng nàng dâu lại cứ như hai mẹ con ruột vậy. Bữa ăn tối hôm đó, bà Hoa làm rất nhiều món ngon. Đang ăn, bỗng dưng điện thoại của Trung đổ chuông. Bà Hoa thấy con trai nhìn vào số điện thoại thì nhíu mày lại đi ra ngoài. Bà nghĩ rằng đó là vì công việc nên bà cũng không hỏi nhiều. Thế nhưng những cuộc điện thoại và những lần Trung ra ngoài để nghe điện càng ngày càng tăng. Dường như có điều gì đó đang mách bảo bà rằng con trai của bà đang vướng vào một rắc rối nào đó. Bà hỏi Trung: "Đợt này mẹ thấy con khác lắm, ở công ty có việc gì à con?" "Dạ không có gì đâu mẹ, còn có một số khách hàng khó tính nên hơi mất thời gian một chút thôi ạ." "Công việc là tốt, nhưng con cần quan tâm tới sức khỏe và vợ con nhiều hơn đấy." "Dạ vâng, mẹ cứ yên tâm đi ạ." Ngày hôm đó, bà Hoa đang đi trung tâm thương mại để mua đồ cho My, bà chợt nhận ra một bóng lưng quen thuộc. Bà không tin vào mắt của mình mà đi theo đó, đúng là con trai của bà. Trung đang đi với một cô gái mà bà không hề quen biết, mặc dù nhìn cô ta rất là quen nhưng không nhớ ra rằng đã gặp mặt ở đâu. Cô gái kia thì hết sức vui vẻ khoác tay Trung, trong khi Trung thì lại vô cùng cam chịu. Bà Hoa không vội chất vấn con trai, bà về nhà với những suy nghĩ mông lung trong đầu. Bà dường như đã hiểu ra lý do tại sao Trung hay phải ra ngoài nghe điện thoại. Nhưng bà không chắc chắn con mình có phản bội vợ thật không. Vì bà nhìn thấy thái độ của Trung khi đi bên cạnh cô gái kia không có gì là vui vẻ cả. Bà Hoa luôn tự hào về Trung, đứa con trai duy nhất của bà. Trung không chỉ giỏi giang mà còn hiếu thảo, luôn chăm lo cho mẹ của mình. Tuy nhiên gần đây, bà Hoa bắt đầu cảm nhận thấy sự thay đổi trong hành vi của Trung. Anh trở nên bí ẩn hơn, thường xuyên vắng mặt và không còn chia sẻ nhiều với mẹ như trước. Lo lắng và nghi ngờ, bà Hoa quyết định thuê một thám tử tư để theo dõi con trai mình. Thám tử tư được bà thuê là ông Hưng, một người đàn ông trung niên với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Ông Hưng nhận lời và bắt đầu theo dõi Trung một cách cẩn thận. Sau vài ngày, ông Hưng báo cáo lại với bà Hoa rằng Trung có quan hệ tình cảm với một cô gái tên là Thủy. Tin này khiến cho bà Hoa vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Ông Hưng nói: "Mấy ngày qua, tôi đã theo dõi Trung rất kỹ. Trung thường gặp gỡ một cô gái tên là Thủy tại một quán cà phê gần công ty." "Thủy là ai? Cô ta làm cái gì? Ông có biết rõ về cô ta không?" Bà Hoa hỏi, giọng đầy lo lắng. "Thưa bà, tôi chưa có nhiều thông tin chi tiết về cô Thủy này, nhưng theo quan sát ban đầu, cô ấy là một người khá trẻ tuổi, xinh đẹp và lịch sự." Bà Hoa ngồi im lặng một lúc, suy nghĩ về những lời thám tử nói. Bà không thể chấp nhận việc con trai của mình có một mối quan hệ mà bà không biết gì về cô gái kia. Bà cần biết rõ về Thủy, gia đình, công việc và cả quá khứ của cô ta. "Tôi muốn ông tìm hiểu kỹ về Thủy. Tôi cần biết mọi thứ về cô ta, từ gia đình, công việc đến các mối quan hệ của cô ta. Tôi không muốn thằng Trung vướng vào một mối quan hệ có thể gây hại cho nó." Ông Hưng gật đầu, cam kết sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để tìm hiểu về Thủy. Ông bắt đầu điều tra từ những thông tin cơ bản nhất: nơi ở, công việc và những người bạn xung quanh cô. Mỗi chi tiết nhỏ đều được ông Hưng ghi chép cẩn thận. Một tuần sau, ông Hưng quay lại gặp bà Hoa với một tập hồ sơ dày. "Thưa bà, đây là tất cả những gì tôi đã tìm hiểu được về cô Thủy ạ." Ông Hưng nói, tay đưa tập hồ sơ cho bà Hoa. Bà Hoa mở tập hồ sơ ra xem, mắt bà lướt qua những trang giấy một cách nhanh chóng. Thủy là một nhân viên văn phòng làm việc tại một công ty nhỏ. Cô ta đang sống cùng với mẹ mình trong một căn nhà thuê ở ngoại ô thành phố. Ông Hưng cũng tìm hiểu được rằng Thủy đã từng có một mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác nhưng đã chia tay cách đây một năm.
Bà Hoa ngừng lại ở một tấm ảnh của Thủy. Cô gái trong ảnh có gương mặt thanh tú, nụ cười tươi tắn. Bà Hoa không thể phủ nhận rằng Thủy rất xinh đẹp, nhưng vẻ bề ngoài không nói lên tất cả. Tôi cần biết thêm về quá khứ của cô ta, có điều gì đáng ngờ không? Thưa bà, theo những gì tôi tìm hiểu được, Thủy là một người sống kín đáo, ít giao du và không có biểu hiện gì bất thường. Mối quan hệ trước đây của cô ấy cũng không có gì đặc biệt, họ chia tay trong hòa bình ạ. Bà Hoa nhíu mày, vẫn còn nhiều điều khiến cho bà băn khoăn, nhưng cũng không muốn quá khắt khe với con trai của mình. Bà cần tìm hiểu thêm về cảm nhận của Trung đối với Thủy. Ông Hưng, tôi muốn ông tiếp tục theo dõi Trung, hãy cho tôi biết thêm về mối quan hệ giữa Trung và Thủy. Họ có thường xuyên gặp nhau không? Và Trung có thực sự nghiêm túc với cô ta không? Ông Hưng gật đầu và tiếp tục công việc của mình. Ông tiếp tục theo dõi Trung và Thủy, ghi lại từng chi tiết trong các cuộc gặp gỡ của họ. Một buổi tối, Trung và Thủy cùng đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng. Thủy, anh thực sự nghĩ rằng chúng ta phải chấm dứt mối quan hệ này thôi. Anh không thể tiếp tục có lỗi với My nữa. Anh không muốn có lỗi với My, nhưng anh lại làm tổn thương em. Anh nghĩ em là cái gì? Anh thực sự coi thường em tới thế à? Anh không có ý đó. Thế nhưng những gì chúng ta đang làm là sai trái đó em ạ. Em định chưa nói với anh. Thế nhưng nhân buổi tối ngày hôm nay em cũng nói luôn. Em đã có thai và cái thai là của anh chứ không phải là của ai khác. Em có thai với anh. Đúng, chính từ tối hôm đó. Bây giờ anh bảo em phải làm sao đây? Anh thực sự không biết phải làm sao cả. Khi xem hết đoạn video mà ông Hưng gửi, bà Hoa thực sự không tin vào tai của mình. Bà không thể ngờ rằng con trai của mình lại đi ngoại tình và để nhân tình dính bầu. Bà không biết nếu như My nghe được tin này thì sẽ ra sao. Bà vẫn bình tĩnh yêu cầu ông Hưng. Tôi muốn ông theo dõi Thủy thêm. Tôi muốn biết rằng cái thai có thật là của thằng Trung nhà tôi không? Vâng, bà hãy yên tâm. Tôi sẽ giúp bà làm rõ vấn đề này ạ. Ông Hưng tiếp tục nhận nhiệm vụ theo dõi Thủy như yêu cầu của bà Hoa. Một buổi tối, ông phát hiện Thủy cùng một người bạn gái đi vào một quán bar nổi tiếng. Ông Hưng quyết định theo dõi sát sao, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện nhưng vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Thủy và cô bạn gái ngồi vào một góc khuất trong quán bar, nơi ánh đèn mờ ảo tạo ra một không gian riêng tư. Ông Hưng chọn một chỗ ngồi gần đó, lắng nghe mọi lời nói của họ. Cậu không tin được đâu, tớ đã lừa được thằng Trung ngủ với tớ đấy. Thủy cười khẩy, nâng ly rượu lên. Thật không? Cậu làm sao mà làm được hay thế? Cô bạn gái kia hỏi Thủy, mắt mở to ngạc nhiên. À, cũng chẳng gì khó khăn, chỉ cần một chút diễn xuất, một chút nước mắt là Trung đã tin tưởng và đổ gục rồi. Ông Hưng nghe thấy những lời này thì tim ông đập mạnh. Ông lấy điện thoại ra và bắt đầu ghi âm cuộc trò chuyện, không để sót bất cứ một chi tiết nào. Nhưng đứa con trong bụng cậu thì sao? Cậu định làm gì? Đó mới là chuyện thú vị đấy. Đứa bé này không phải là của thằng Trung, nó là của một người khác. Thủy thì thầm, nhìn quanh như sợ bị ai nghe thấy. Vậy tại sao cậu lại muốn đổ trách nhiệm cho Trung? Trung là một người tốt, lại có tương lai sáng lạn. Nếu cậu ấy tin rằng đứa con là của mình, cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm và chăm sóc cho mẹ con tớ. Đó là cách tốt nhất để tớ có được một cuộc sống ổn định mà không phải lo lắng về tương lai. Thủy giải thích, giọng điệu lạnh lùng và tính toán. Ông Hưng không thể tin vào tai của mình, những gì ông nghe được quá kinh khủng và phản bội niềm tin của bà Hoa và Trung. Ông tiếp tục ghi âm, đảm bảo mọi lời nói của Thủy được lưu lại một cách rõ ràng. Sau khi rời khỏi quán bar, ông Hưng lập tức gọi cho bà Hoa. Thưa bà, tôi đã có bằng chứng mà bà cần, tôi sẽ gửi ngay cho bà đấy ạ. Ông Hưng nói giọng đầy nghiêm túc. Bà Hoa nhận được đoạn ghi âm từ ông Hưng, bà ngồi lặng thinh khi nghe những lời nói của Thủy. Trái tim của bà như thắt lại, đau đớn và thất vọng. Bà không thể ngờ rằng Thủy lại có thể là một người phụ nữ như vậy, lừa dối và tính toán để đạt được mục đích cá nhân. Bà Hoa quyết định phải giải quyết dứt điểm chuyện này với Thủy.
bà sắp xếp một cuộc hẹn tại một quán cà phê nhỏ, nơi mà hai người có thể nói chuyện mà không bị làm phiền. Thủy đến đúng giờ, vẻ ngoài vẫn lịch sự và duyên dáng như thường lệ, nhưng ánh mắt của cô ta hiện rõ sự thách thức và tính toán. Chào cô Thủy, cảm ơn vì cô đã đến. Bà Hoa mở đầu, giọng bà điềm tĩnh nhưng sắc bén. Chào cô có chuyện gì mà muốn gặp tôi, gấp thế? Thủy đáp, nụ cười gượng gạo trên môi. Tôi muốn nói chuyện về mối quan hệ giữa cô và con trai tôi là Trung đấy. Bà Hoa thẳng thắn, không vòng vo. Lúc này, Thủy nghe vậy thì nhếch mép cười. Vậy bà muốn gì ở tôi? Tôi muốn cô buông tha cho Trung, cô hãy chấm dứt mối quan hệ với nó và rời khỏi cuộc sống của nó đi. Thủy cười lớn, không giữ ý tứ. Buông tha cho Trung à? Dễ vậy sao? Tôi đã đầu tư nhiều vào mối quan hệ này rồi. Tôi không quan tâm cô đã làm cái gì. Tôi chỉ muốn cô rời xa thằng Trung, con trai tôi. Thủy ngả người ra ghế, mắt lấp lánh. Được thôi, nếu bà muốn tôi rời xa Trung, bà phải trả giá đấy. 500 triệu và tôi sẽ biến mất. Bà Hoa nhìn Thủy, ánh mắt bà trở nên lạnh lùng. Cô nghĩ mình xứng đáng với số tiền đó à? Bà không có sự lựa chọn nào khác đâu, bà Hoa ạ. Nếu không, tôi sẽ giữ lấy Trung và khiến cuộc sống của anh ta trở nên khốn khổ. Thủy đe dọa, giọng cô ta đầy vẻ tự tin. Bà Hoa nghe vậy thì lặng lẽ lấy điện thoại ra và mở đoạn ghi âm mà ông Hưng đã ghi lại. Bà đưa điện thoại cho Thủy và nói. Vậy cô nghe đi. Thủy bật cười khi nghe được những lời của chính mình từ đoạn ghi âm. Nhưng ngay lập tức gương mặt cô ta chuyển sang vẻ giận dữ. Bà dám theo dõi tôi à? Bà nghĩ cái này sẽ khiến tôi sợ sao? Đúng vậy, cô không còn cơ hội để lừa dối Trung nữa đâu. Tôi đã có đủ bằng chứng để vạch trần cô trước mặt mọi người. Bà Hoa nói, giọng bà điềm tĩnh nhưng sắc bén. Thủy đứng bật dậy, gương mặt đỏ bừng. Bà nghĩ bà là ai mà dám đe dọa tôi? Bà chỉ là một mụ già ngu ngốc. Bà nghĩ rằng có tiền có thể mua được mọi thứ sao? Bà Hoa đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt của Thủy rồi nói. Cô không có quyền xúc phạm tôi hay con trai của tôi. Cô chỉ là một kẻ lừa đảo và không xứng đáng với sự tôn trọng của bất cứ ai. Thế thì sao? Bà nghĩ rằng mình có thể khiến tôi rời xa Trung chỉ với cái đoạn ghi âm chết tiệt này à? Bà không biết gì về tình yêu cả, bà chỉ biết tiền và quyền lực thôi. Thủy hét lên, giọng cô ta đầy căm phẫn. Bà Hoa không nói gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng bước đến gần Thủy. Cô sai rồi Thủy ạ, tôi biết rất rõ tình yêu là gì. Và tình yêu của tôi dành cho Trung không cho phép tôi để cô tiếp tục làm tổn thương nó. Nói xong, bà Hoa giơ tay rồi tát mạnh vào mặt của Thủy, khiến cho cô ta choáng váng. Đây là để nhắc nhở cô rằng lòng tự trọng và tình yêu không thể bị mua chuộc hay đánh đổi bằng tiền. Bà Hoa nói giọng lạnh lùng. Thủy đứng đó, mắt mở to vì sốc và giận dữ, không nói nên lời. Bà Hoa quay lưng đi thẳng, để lại cho Thủy đứng chôn chân tại chỗ giữa quán cà phê. Bước ra khỏi quán, bà Hoa hít một hơi dài, cảm thấy nhẹ nhõm. Bà biết rằng mình đã hiểu đúng đắn để bảo vệ con trai. Bà sẽ không để ai, dù là ai, làm tổn thương Trung và gia đình của mình. Thủy không chấp nhận thất bại một cách dễ dàng. Sau khi bị bà Hoa tát vào mặt và rời khỏi quán cà phê, cô ta trở về nhà trong cơn giận dữ và quyết định trả thù. Thủy lên kế hoạch tỉ mỉ để khiến cho bà Hoa và Trung phải trả giá cho việc làm nhục cô ta. Đầu tiên, Thủy nhắn tin cho My, cô ta quyết định công khai với My. Chính vì vậy, Thủy biết rằng việc tiết lộ mối quan hệ bất chính giữa cô ta và Trung sẽ khiến cho My bị sốc lặng. Thủy nhắn tin. My, tôi có chuyện cần nói với bạn về Trung. Đây là điều bạn cần biết để bảo vệ mình. My đọc tin nhắn, trong lòng không khỏi băn khoăn. Thủy tiếp tục nhắn tin chi tiết về mối quan hệ giữa cô ta và Trung, thêm những lời lẽ đầy thách thức và khinh thường. Thủy nhắn tin tiếp cho My. Trung đã lừa dối bạn, anh ấy đã ngủ với tôi và thậm chí còn hứa hẹn sẽ ở bên tôi. Bạn đã bị lừa dối suốt thời gian qua đấy My à? My cầm điện thoại, tay run rẩy, không tin vào những gì mình đang đọc. Cô cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
cơn sốc quá lớn khiến cho My ngã quỵ và mất đi ý thức. Gia đình đã phải lập tức đưa My vào trong bệnh viện để cấp cứu. Trong lúc đó, Thủy ngồi trong căn phòng của mình nở một nụ cười mãn nguyện. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Thủy quyết định sử dụng mạng xã hội để bôi nhọ Trung. Cô ta bắt đầu viết các bài đăng với nội dung bịa đặt, tạo ra những câu chuyện giả mạo về mối quan hệ giữa mình với Trung và những hành vi không đứng đắn của anh. Những bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của cư dân mạng và gây ra làn sóng phản ứng dữ dội. Bài đăng trên mạng xã hội của Thủy nội dung là: Trung là một người đàn ông hai mặt, bên ngoài tỏ ra là một người chồng mẫu mực, nhưng thực chất lại lừa dối vợ để cặp kè với tôi. Anh ta không xứng đáng được tôn trọng. Cư dân mạng bắt đầu bàn tán, chia sẻ và bình luận về những bài viết của Thủy. Nhiều người lên án Trung, chỉ trích anh một cách không thương tiếc. Thủy ngồi trước màn hình máy tính, theo dõi từng bình luận với ánh mắt hả hê. Trong khi đó, tại bệnh viện, My vẫn còn đang hôn mê. Bà Thoa và Trung túc trực bên giường bệnh, lo lắng khôn nguôi. Bà Hoa cầm tay con dâu, nước mắt rơi lã chã. My, con phải mạnh mẽ lên, mẹ và Trung sẽ luôn ở bên con. Trung cúi đầu, cảm thấy hối hận và đau khổ vì những gì đã xảy ra. Anh không thể ngờ rằng mối quan hệ lầm lỡ của anh với Thủy lại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Những lời nói của Thủy và những bài viết trên mạng xã hội khiến cuộc sống của anh và gia đình bị đảo lộn. Một ngày sau, My tỉnh dậy, mắt mở ra nhưng trong lòng vẫn đầy đau đớn. Cô nhìn Trung, ánh mắt chứa đầy sự tổn thương và thất vọng. Trung, có phải những gì Thủy nói là thật không hả anh? Trung nắm chặt tay của My, giọng anh đầy cảm xúc. My, anh xin lỗi, anh đã phạm sai lầm, nhưng anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em. Anh yêu em và sẽ làm mọi thứ để sửa sai. My không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy một nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Cô quay mặt đi, không muốn nhìn thấy Trung lúc này. Trong những ngày tiếp theo, Trung và bà Hoa phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ dư luận. Những bài viết của Thủy tiếp tục lan truyền, khiến danh tiếng của Trung bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại công ty, đồng nghiệp nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ và khinh thường. Trung đã cố gắng giải thích và chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát. Bà Hoa quyết định phải hành động để bảo vệ con trai của mình. Bà liên hệ với luật sư để xem xét các biện pháp pháp lý nhằm chống lại Thủy. Bà cũng quyết định đối mặt với Thủy một lần nữa để yêu cầu cô ta ngừng ngay các hành động bôi nhọ. Một buổi chiều, bà Hoa đến gặp Thủy tại căn hộ của cô ta. Thủy mở cửa, nhìn thấy bà Hoa với ánh mắt đầy thách thức. Bà lại đến đây làm gì nữa? Muốn cầu xin tôi dừng lại đấy à? Thủy, tôi không đến để cầu xin. Tôi đến đây để cảnh cáo cô. Nếu cô không ngừng ngay lại các hành động bôi nhọ Chung, tôi sẽ đưa mọi chuyện ra tòa. Thủy cười khẩy, không hề tỏ ra sợ hãi. Bà nghĩ, bà có thể làm gì tôi? Bà không có bằng chứng gì cả. Bà Hoa nhìn thẳng vào mắt của Thủy, giọng bà đầy kiên quyết. Tôi có đủ bằng chứng để vạch trần mọi hành động của cô. Cô đừng có tưởng rằng cô có thể tiếp tục lừa dối và hại người khác mà không bị trừng phạt. Thủy lặng đi một lúc, nhận ra rằng bà Hoa không phải là người dễ đối phó. Cô ta biết rằng nếu tiếp tục, cô ta có thể sẽ phải trả giá đắt. Nhưng lòng thù hận và sự đố kỵ của cô ta quá lớn, không cho phép cô ta dừng lại dễ dàng. Thủy trả lời bà Hoa. Được thôi, bà cứ làm gì bà muốn. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi thấy Trung và My phải trả giá cho những gì đã làm với tôi. Bà Hoa rời khỏi căn hộ của Thủy, biết rằng cuộc chiến này còn dài và đầy khó khăn, nhưng bà đã quyết tâm bảo vệ con trai của mình đến cùng. Bất kể phải đối mặt với những gì, bà Hoa quyết định rằng đã đến lúc công khai sự thật để bảo vệ danh dự cho Trung và gia đình nhỏ của anh. Bà không thể ngồi yên để Thủy tiếp tục gây tổn hại cho con trai của mình nữa. Bà Hoa đã thu thập tất cả các tài liệu, bao gồm những bằng chứng về việc Thủy đã có thai với người đàn ông khác và các đoạn ghi âm về việc Thủy lừa dối Trung. Bà quyết định đưa những thông tin này lên mạng xã hội để vạch trần bộ mặt thật của Thủy. Bà Hoa đăng tải các tài liệu và đoạn ghi âm lên trang cá nhân của mình, kèm theo một bài viết dài giải thích rõ ràng sự việc. Bà kêu gọi mọi người đừng tin vào những lời bịa đặt của Thủy và hãy hiểu rõ sự thật.
bài đăng của bà Hoa trên mạng xã hội có nội dung: "Tôi là mẹ của Trung, đây là những bằng chứng cho thấy Thủy đã lừa dối con trai của tôi và gây ra nhiều tổn hại cho gia đình chúng tôi. Mọi người hãy đọc và hiểu rõ sự thật. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải công khai những tài liệu này để bảo vệ danh dự của chính mình." Ngay lập tức, bài đăng của bà Hoa đã thu hút được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Những bằng chứng rõ ràng và không thể chối cãi khiến cho mọi người bắt đầu nhìn nhận lại sự việc. Họ cảm thấy phẫn nộ trước những hành động của Thủy và lên tiếng ủng hộ gia đình bà Hoa. Trong khi đó, vợ của người đàn ông mà Thủy đã cặp kè và có thai cũng biết được việc này qua mạng xã hội. Cô ta tên là Lan, không thể tin rằng chồng mình đã lừa dối và còn để lại hậu quả nghiêm trọng như vậy. Lan quyết định đi gặp Thủy để làm rõ mọi chuyện. Một buổi chiều, Lan tìm đến nhà của Thủy, cô ta gõ cửa và Thủy mở cửa ra. Lan ngay lập tức lao vào, mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. "Thủy, cô nghĩ mình có thể lừa dối chồng tôi và gia đình tôi mà không bị trừng phạt à?" Thủy kinh ngạc lùi lại nhưng rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh. "Lan, cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu." Lan giơ điện thoại lên chiếu đoạn ghi âm và tài liệu mà bà Hoa đã đăng tải. "Đây là bằng chứng, cô đã cặp kè với chồng tôi và có thai với anh ta. Cô đã gây ra quá nhiều đau khổ cho quá nhiều người rồi." Thủy biết rằng mình không thể chối cãi, nhưng cô ta vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Lan, tôi xin lỗi, tôi đã phạm sai lầm, nhưng hãy để tôi giải thích đã." Lan không để Thủy nói thêm câu nào, cô ta giáng cho Thủy một cái tát thật mạnh vào mặt. "Giải thích gì nữa, tất cả đã rõ ràng rồi. Cô đã phá hoại gia đình tôi, lừa dối mọi người. Cô không xứng đáng được tha thứ." Cuộc xung đột giữa Lan và Thủy càng lúc càng gay gắt. Lan không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn muốn đánh Thủy để trút giận. May mắn thay, hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng ồn đã can thiệp và tách họ ra. Ngay sau đó, bà Hoa cũng đã báo công an về hành vi của Thủy. Cảnh sát đến và yêu cầu Thủy trình bày rõ sự việc. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Thủy buộc phải thừa nhận mọi hành động sai trái của mình. Tại đồn công an, Thủy bị yêu cầu phải xin lỗi công khai và gỡ bỏ tất cả các bài viết bôi nhọ Trung trên mạng xã hội. Trong buổi họp có sự hiện diện của bà Hoa, Trung, Lan và chồng cô ta, cũng như một số người thân và gia đình. Tôi xin lỗi bà Hoa, Trung và mọi người. Tôi đã sai khi lừa dối và bôi nhọ danh dự của mọi người. Tôi sẽ gỡ bỏ tất cả các bài viết và chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm." Lời xin lỗi của Thủy không dễ dàng được chấp nhận, nhưng bà Hoa với lòng bao dung và sự quyết tâm bảo vệ gia đình quyết định không làm lớn chuyện hơn nữa. "Thủy, chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, nhưng cô phải hiểu rằng hành động của mình đã gây ra tổn hại nghiêm trọng. Từ nay, hãy sống tốt hơn và đừng bao giờ làm tổn thương người khác nữa." Sau buổi họp, Thủy trở về nhà với tâm trạng nặng nề. Cô biết rằng mình đã mất đi tất cả, danh dự, sự tin tưởng từ mọi người xung quanh và cả tương lai của mình. Trong khi đó, gia đình bà Hoa và Trung dần dần khôi phục lại cuộc sống bình thường, dù vẫn phải đối mặt với nhiều ánh mắt tò mò và những lời bàn tán. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Trung cảm thấy hối hận và biết rằng mình đã làm tổn thương My sâu sắc. Anh nhận ra rằng mình phải đối mặt với sai lầm và cố gắng sửa chữa. Trung biết rằng người duy nhất có thể giúp anh lúc này là mẹ của mình, bà Hoa. Anh đến gặp bà Hoa, giọng đầy nặng nề và lo lắng. "Mẹ ơi, con biết con đã sai, con đã làm tổn thương My quá nhiều. Con không biết phải làm gì để cô ấy tha thứ cho con. Mẹ có thể giúp con có được không ạ?" Bà Hoa nhìn con trai, bà nhận thấy rõ nỗi đau và sự hối hận trong mắt của anh. Bà thở dài, đặt tay lên vai của Trung. "Con trai, mẹ biết con đã mắc sai lầm, nhưng quan trọng là con nhận ra và muốn sửa sai. Mẹ sẽ nói chuyện với cái My, hy vọng rằng nó sẽ hiểu và tha thứ cho con." Trung gật đầu, lòng đầy biết ơn và hy vọng. Anh biết rằng chỉ có mẹ mới có thể thuyết phục được My tha thứ cho mình. Bà Hoa đến bệnh viện vào một buổi chiều hôm đó. My vẫn nằm trên giường, trông có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt của cô đã sáng hơn so với những ngày trước.
Khi thấy bà Hoa, My đã cố gắng ngồi dậy, mỉm cười chào mẹ chồng. Mẹ, mẹ đến thăm con đấy ạ. Con cảm ơn mẹ nhiều ạ. My, con cứ nằm nghỉ ngơi đi. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Bà Hoa kéo ghế lại gần giường, nắm lấy tay của My. Bà bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc, từ việc thuê thám tử đến những bằng chứng việc Thủy đã lừa dối Trung. Bà nhấn mạnh rằng Trung chỉ là nạn nhân trước kế hoạch tinh vi của Thủy. Bà Hoa nói, My, mẹ biết con đã phải chịu nhiều đau khổ và tổn thương, nhưng con phải hiểu rằng thằng Trung nó bị lừa con ạ. Nó không cố ý phản bội con đâu. Trung nó yêu con rất nhiều và nó luôn muốn bù đắp cho sai lầm của mình đã gây ra cho con sự tổn thương sâu sắc. My lắng nghe, lòng cô dao động. Cô nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên Trung, tình yêu và sự quan tâm của anh dành cho cô. Cô cũng hiểu ra rằng việc tha thứ không chỉ giúp Trung mà còn giúp chính bản thân cô vượt qua nỗi đau. Mẹ, con biết Trung bị lừa, nhưng vết thương trong lòng con vẫn còn đó. Con không biết liệu mình có thể vượt qua được không ạ? Bà Hoa nắm chặt tay của My, giọng bà nhẹ nhàng nhưng kiên định. My, tha thứ không phải là việc dễ dàng, nhưng nó là con đường duy nhất để con và Trung có thể xây dựng lại hạnh phúc con ạ. Nếu con còn yêu thằng Trung, con hãy cho nó một cơ hội nhé. Mẹ tin rằng thằng Trung sẽ không bao giờ làm tổn thương con nữa đâu. My nhìn thẳng vào mắt của mẹ chồng, cảm nhận được sự chân thành và yêu thương. Cô biết rằng bà Hoa luôn muốn điều tốt nhất cho cô và Trung. Cô thở dài, tâm trí bắt đầu nhẹ nhõm hơn. Mẹ, con sẽ suy nghĩ kỹ hơn ạ, và con cần thời gian để chữa lành vết thương này mẹ ơi. Bà Hoa mỉm cười, biết rằng đã có một tia hy vọng. Bà đứng dậy, hôn nhẹ lên trán của My. Mẹ tin con sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Mẹ sẽ luôn ở bên con. Những ngày tiếp theo, My dành thời gian suy nghĩ về mọi chuyện. Cô nhớ lại tình yêu mà Trung đã dành cho cô, những kỷ niệm đẹp đẽ mà họ đã có cùng nhau, cùng trải qua. Cô cũng hiểu rằng tha thứ không chỉ là việc làm cho Trung mà còn giúp cô giải thoát khỏi nỗi đau và sự oán giận. Một buổi sáng, My quyết định đến gặp Trung. Cô yêu cầu mẹ chồng dẫn anh đến bệnh viện. Khi Trung bước vào phòng, anh trông căng thẳng và lo lắng, nhưng ánh mắt của anh tràn đầy hy vọng. Trung, em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Em biết anh bị lừa và em hiểu rằng ai cũng có thể phạm sai lầm. Quan trọng là anh đã nhận ra và muốn sửa sai. Trung bước lại gần, nắm lấy bàn tay của My, giọng anh đầy cảm xúc. My, anh xin lỗi em vì đã làm tổn thương em. Anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp và xây dựng lại niềm tin từ em. Anh yêu em và anh không bao giờ muốn mất em đâu. My nhìn vào mắt của Trung, thấy được sự chân thành và hối hận. Cô biết rằng quyết định tha thứ sẽ không dễ dàng, nhưng cô sẵn sàng cho anh và cho cả hai một cơ hội. Em tha thứ cho anh, Trung à, nhưng em cần thời gian để hàn gắn vết thương. Hãy cùng nhau cố gắng và xây dựng lại từ đầu anh nhé. Trung ôm chầm lấy My, cảm xúc dâng trào. Anh biết rằng đây là một cơ hội quý giá và anh sẽ không bao giờ để lỡ nó. Bà Hoa đứng ngoài cửa, mỉm cười hạnh phúc. Bà biết rằng tình yêu và sự kiên nhẫn đã giúp gia đình mình vượt qua sóng gió. Sau khi My quyết định tha thứ cho Trung, cả hai bắt đầu hành trình hàn gắn lại những mảnh vỡ trong hôn nhân của mình. Trung tận dụng mọi cơ hội để chứng minh tình yêu và sự hối lỗi của mình. Luôn quan tâm và chăm sóc My một cách thật chu đáo. Anh cố gắng làm mọi việc để giúp cô quên đi nỗi đau trong quá khứ và xây dựng lại niềm tin. Thời gian trôi qua, My cảm nhận được sự chân thành và nỗ lực không ngừng của Trung. Cô dần dần mở lòng và cùng anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Bà Hoa, người mẹ chồng yêu thương và luôn ở bên cạnh con dâu, đóng vai trò rất quan trọng trong việc động viên và hỗ trợ My. Ngày My sinh con, Trung và bà Hoa đều túc trực ở bên cạnh cô. Bà Hoa chăm sóc My từng chút một, không để cô phải lo lắng điều gì. Sự hiện diện và quan tâm của mẹ chồng khiến cho My cảm thấy yên tâm và hạnh phúc. Đứa bé chào đời trong niềm vui và hân hoan của cả gia đình. Trung hạnh phúc khi lần đầu tiên bế con trai ở trên tay. Còn My cảm nhận được tình yêu và sự gắn kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
bà Hoa không chỉ giúp đỡ My trong việc chăm sóc em bé mà còn chia sẻ những kinh nghiệm quý và những lời khuyên quý báu. Bà luôn bên cạnh hỗ trợ con dâu từ những việc nhỏ nhặt nhất. Mỗi buổi sáng, bà dậy sớm nấu những món ăn bổ dưỡng cho My, giúp cô có đủ sức khỏe để nuôi con. Tình cảm mẹ chồng nàng dâu càng ngày càng trở nên thân thiết và gắn bó. My cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương từ mẹ chồng, và cô biết ơn bà Hoa vì tất cả những gì bà đã làm cho mình. Những khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau, tiếng cười trẻ thơ và tình yêu thương tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ, tất cả đều là những kỷ niệm đẹp đẽ và quý giá. Trong khi đó, cuộc sống của Thủy lại rơi vào vòng xoáy đen tối. Một ngày nọ, Trung và My nghe đồn rằng Thủy đã bị bắt vì tội sử dụng ma túy. Tin này lan truyền nhanh chóng và gây ra nhiều bàn tán xôn xao trong cộng đồng. My và Trung không khỏi ngạc nhiên và tiếc nuối cho Thủy. Họ cũng nhận ra rằng những lựa chọn sai lầm đã đưa cô ta đến kết cục như vậy. My nói với Trung: "Em thật sự không ngờ Thủy lại rơi vào tình cảnh như vậy đấy. Cô ấy đã có thể có một cuộc sống khác nếu như biết dừng lại đúng lúc." Trung nắm tay của My rồi nói: "Đúng vậy, anh chỉ hy vọng cô ấy có thể nhận ra sai lầm và thay đổi trước khi quá muộn thôi." Cả hai người họ cùng nhìn nhau, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì những khó khăn đã qua. Họ biết rằng chính tình yêu và sự tha thứ đã giúp họ vượt qua mọi thử thách. Giờ đây, họ chỉ cần tập trung vào việc xây dựng tương lai và chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Một buổi tối, khi cả nhà đang quây quần bên nhau, bà Hoa ngồi trên ghế bành, nhìn Trung và My chơi đùa với đứa con trai nhỏ. Bà Hoa cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc. Bà đã chứng kiến con trai của mình trưởng thành và đã thấy My vượt qua nỗi đau và tìm lại niềm vui. Giờ đây, bà được chứng kiến những khoảnh khắc của gia đình họ thật hạnh phúc. Bà Hoa nói: "Trung, My, mẹ thật sự hạnh phúc khi thấy các con sống hạnh phúc bên nhau như thế này đấy. Đó là tất cả những gì mà mẹ muốn." Trung trả lời mẹ: "Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ rất nhiều. Nếu không có mẹ, chưa chắc con và My đã có thể vượt qua được những khó khăn vừa qua." My trả lời: "Đúng vậy đấy mẹ ạ. Mẹ đã luôn ở bên cạnh động viên chúng con. Con cảm ơn mẹ vì tất cả." Bà Hoa mỉm cười, cảm nhận được tình yêu thương và sự gắn kết trong gia đình của mình. Bà biết rằng tương lai phía trước sẽ còn nhiều thử thách, nhưng với tình yêu và sự đoàn kết, họ sẽ vượt qua tất cả. Những ngày tháng tiếp theo, cuộc sống của Trung và My dần ổn định. Trung càng ngày càng thành công trong công việc. My cảm thấy mãn nguyện khi chăm sóc con trai và gia đình. Họ cùng nhau xây dựng những kỷ niệm đẹp, từ những chuyến đi chơi cuối tuần đến những buổi tối ấm cúng bên nhau. Một buổi chiều, cả gia đình quyết định đi dạo trong công viên. My đẩy xe nôi, còn Trung đi bên cạnh, tay nắm chặt tay mẹ của mình. Họ cùng nhau ngắm nhìn cảnh hoàng hôn rực rỡ, nghe tiếng cười đùa của trẻ con và cảm nhận được sự yên bình trong lòng. Trung nói: "Mẹ, con cảm thấy thật may mắn khi có mẹ và My ở bên cạnh con. Cuộc sống này thật ý nghĩa khi có gia đình." Bà Hoa cũng trả lời Trung với ánh mắt hiền từ và nụ cười tươi: "Mẹ cũng cảm thấy như vậy Trung ạ. Gia đình là điều quý giá nhất. Chỉ cần chúng ta luôn yêu thương và bảo vệ nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua hết." My mỉm cười và cảm nhận được tình yêu thương từ chồng và mẹ chồng. Cô biết rằng mình đã chọn đúng con đường, và tình yêu, sự tha thứ đã giúp cô tìm lại được hạnh phúc. Cuộc sống vẫn tiếp diễn với những thử thách và niềm vui, nhưng Trung, My và bà Hoa luôn biết cách giữ cho ngọn lửa yêu thương trong gia đình luôn sáng. Họ đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau vượt qua, chia sẻ những niềm vui nhỏ bé và cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng. Và như thế, câu chuyện của Trung, My và bà Hoa khép lại với một cái kết đẹp, viên mãn. Một cái kết của tình yêu, sự tha thứ và lòng bao dung. Một cái kết cho thấy rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần có tình yêu và sự đoàn kết, mọi thứ đều có thể vượt qua.